Sáng ngày 22 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam đã bước vào trận đấu đầu tiên ở World Cup nữ 2023 gặp đội tuyển nữ Mỹ. Trước đối thủ ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, thầy cho huấn luyện viên Mai Đức Trung đã có trận đấu khá ấn tượng. Trong suốt thời gian của trận đấu, đội tuyển nữ Mỹ áp đảo và tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng chính sự lan xả của các cầu thủ Việt Nam đã khiến đội đương kim vô địch không thể giành chiến thắng quá đậm như mong đợi. Phút 14, Morgan làm tường ăn ý để Smith băng súng và hạ gục thủ môn Kim Thanh trong thế đối mặt mở tỷ số cho đội tuyển nữ Mỹ. Đến phút 40, đội bóng số 1 thế giới có cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 nhưng từ chấm 11 m ngôi sao Morgan đã dứt điểm quá hiền, không thắng được thủ môn Kim Thanh. Dù vậy đến phút bù giờ của hiệp 1, Smith dứt điểm tuyến hai tên lưới thủ môn Kim Thanh. Trọng tài sau khi tham khảo và đã xác nhận không có lỗi việt vị trong tình huống này và bàn thắng được tính cho Smith. Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Mỹ có những sự điều chỉnh gia tăng áp lực về khung thành đội tuyển nữ Việt Nam nhưng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung đã thi đấu quyết liệt để ngăn cản đội bạn ghi bàn. Phải đến những phút cuối cùng, Horan mới có thể dứt điểm chính xác để nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển nữ Mỹ. Thắng lợi với cách biệt 3 bàn nghiêng về đội tuyển nữ Mỹ là kết quả cuối cùng. Sau trận gia quân, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận thứ hai gặp Bồ Đào Nha diễn ra vào ngày 27 tháng 7. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hãy subscribe, nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin cập nhật nhất về bóng đá Việt Nam trên kênh YouTube vì bóng đá.